21. Vậy cô bán bộ này cho tôi đi. Anh là đàn ông, mua sườn xám làm gì chứ? Đây là sản phẩm nghệ thuật. Anh cũng nhìn hàng đấy. Tôi nói anh nghe, chiếc sườn xám này tôi tiết kiệm riêng một thợ may, đặt may riêng đấy. Anh xem, sợ thêu trên đó bỏ công sức hơn 3 tháng đó. Hơn nữa, chiếc này cũng là đắt nhất. Lúc tôi mua đã bỏ ra hơn 6.000 đó. Hơn 6.000 hả? Được thôi. Vậy tôi trả tiền cho cô được không? Có thể chuyển khoản. Vậy có phải tôi nên kết bạn với cô không? Sữa bột Tiểu Lực Sĩ có nguồn gốc từ nông trường hữu cơ thiên nhiên New Zealand, kiên trì tự nhiên, không tẩm quá chất. Nguồn sữa được giám sát nghiêm ngặt và tìm hiểu cặn kẽ suốt quá trình. Sở hữu khẩu vị thanh đạm, chứa rất nhiều sức miễn dịch, không gây nóng, không gây hại, có nhiều ưu điểm và tiếng tăm khắp nơi trên thế giới. Đây là những câu quảng cáo mà chúng ta nghĩ ra. Mong mọi người nghĩ giúp xem có còn cách nào hay hơn nữa không. Thực ra tôi có một câu rất hay, mọi người nghe nhé. Cỏ tốt bón cho bò tốt, bò tốt sản xuất ra sữa tốt, sữa tốt nuôi dưỡng con người tốt, sữa tốt Tiểu Lực Sĩ giúp con yêu của bạn trưởng thành thành người tốt. Nghe tôi nói, uống sữa bò sức như bò, nổi nóng như bò, sữa bột Tiểu Lực Sĩ chính là bò. Cái này hay, cái này hay nè, cái này thật tốt. Xin chào. Chào Giang tổng. Có mấy người của tập đoàn Phi Dương đến, nói là người của tổ điều tra yêu cầu chúng ta phối hợp với họ tiến hành kiểm tra sổ sách nghiệp vụ liên quan. Điều tra sổ sách. Phải. Thư Tình, chuyện gì vậy? Cô mời họ đến khu nghỉ, tiếp đón họ đi. Dạ được. Nào nào, nhân lúc nóng ăn đi. Cảm ơn. Anh ăn nhiều chút đi. Hôm nay tôi kiếm được tiền rồi, mời anh được. Muốn ăn tùy ý gọi. Cảm ơn cô. Cô vẫn vì chuyện lít đó mà không vui sao? Vừa nãy cô mới nói với tôi một nửa. Sau đó thì sao? Giải quyết được chưa? Nếu giải quyết được rồi, tôi vẫn đi bán quần áo trên phố sao? Vì chuyện chết tiệt này, tôi bị trường đình chỉ dạy học đã đành. Giờ còn lớn chuyện đến mức như tôi quấy rối anh ta thực sự vậy. Anh cũng biết, người ngoại quốc các anh rất bận tâm những chuyện đó. Hãy nghe đến cái gì mà cô giáo quấy rối học sinh, ánh mắt đã thất thường rồi. Cô có thể kiện anh ta không? Tôi kiện anh ta. Tôi kiện anh ta như thế nào đây? Tôi không bằng không cớ, lại không có tiền, lấy cái gì mà kiện người ta? Hơn nữa, lỡ như trường học trách tôi phiền phức đuổi việc tôi, thế thì tôi sẽ thất nghiệp thực sự đó. Giờ tôi không biết mình nên làm thế nào mới được. Tôi có một người anh trai vô cùng lợi hại, anh ấy có thể giúp được cô. Tập đoàn Phi Dương tại sao lại điều tra sổ sách chúng ta? Vì chúng ta là nhà cung cấp, hơn nữa lại vừa ký với họ một hợp đồng rất lớn. Trước khi suy xét đến chuyện có hợp tác hay không, bên A đối với bên B đưa ra những yêu cầu như vậy không quá đáng, nhưng cũng không thể thoải mái mở sổ sách của chúng ta ra cho họ xem chứ. Có thể đẩy chuyện này về phía pháp luật được không? Được thì được. Nếu như chúng ta không muốn động đến sổ sách, họ sẽ cho rằng chúng ta không phối hợp. Nếu vậy, tương lai đừng mong có bất kỳ hợp tác nào với tập đoàn Phi Dương nữa. Stella, điện thoại của Diêm Hiểu Huệ tắt máy. Vậy Triết, anh có ý kiến gì không? Trì hoãn là ý gì? Trì hoãn cho đến khi chúng ta biết được lá bài tẩy của họ thì thôi. Anh trai anh sống ở Hà Tân Đại Lâu. Đúng vậy, đây là chung cư có view nhìn ra sông nổi tiếng nhất Thượng Hải cũ. Cũng có mắt nhìn đấy. Anh tôi là đại thần đấy. Chào anh. Bình đi. Tôi giới thiệu với cô, đây chính là anh trai tốt, khác cha khác mẹ với tôi, thầy Dễ Triết.
Cô Bunny, hai người biết nhau? Đây chính là người trong lòng cậu mà cậu đã nói với tôi đấy sao? Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Tôi muốn cô ấy trở thành bạn gái mình. Mời vào trong. Liz làm chức vụ gì trong công ty anh ta? Phó tổng phụ trách nhân sự. Vậy chính là tầng lớp lãnh đạo rồi. Nói tiếp đi. Là như vậy. Tôi có đến công ty anh ta tìm một lần. Vốn tưởng tôi gây chuyện như vậy anh ta sẽ sợ, nhưng không ngờ không những khiến anh ta không sợ, còn gửi cho tôi thư luật sư. Giờ tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa. Anh, chuyện này rõ ràng là Liz đang bắt nạt Bunny. Tôi muốn nhờ anh giúp cô ấy. Bunny, yên tâm đi, đây là địa bàn của chúng ta, không thể để hắn ta ức hiếp. Cậu đến đây chút. Anh, sao thế? Tôi nhớ trước đây cậu nói với tôi, cậu đã từng thi được bằng luật sư. Đúng, thi đỗ rồi. Vậy thì dễ giải quyết thôi. Ngày mai, cậu cùng Bunny đi một chuyến đến công ty Click, đánh nhau sao? Cậu hãy nói với anh ta. Lần này tập đoàn Phi Dương có biến động lớn về nhân sự. Tổng bộ đã bị phạt 1,4 triệu đô ở Mỹ. Thế nên họ mới ra tay mạnh, điều tra kỹ lưỡng toàn cầu. Tất nhiên là công ty các cô vẫn xem như may mắn. Hợp đồng về tiểu lực sĩ cũng đã ký, thủ tục cũng đã rất rõ ràng, chịu được điều tra. Không những như những công ty ký kết dài hạn, chỗ nào cũng phải luồn cuối. Evan đã tạm nghỉ việc về Mỹ rồi. Tôi cũng định sẽ từ chức, tránh để khi ông chủ mới đến ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt. Tuần sau bàn giao xong sẽ đi. Tuy nói hợp đồng các cô đã ký xong với tập đoàn Phi Dương, nhưng ông chủ mới đến nhất định sẽ có những dự tính riêng. Tôi thấy các cô nên bỏ ra chút công sức làm một dáng BA. Cảm ơn Diêm tổng đã nhắc nhở. Vậy có thể nói cho tôi biết chị định thăng chức ở nơi nào chưa? Chuyện này đã có đàm phán với một công ty. Đợi sau khi tôi nhậm chức sẽ nói với các cô. Có những lời tôi biết thực ra không nên nói. Nhưng mà giờ tôi cũng sắp ra đi, lại thêm Giang tổng trước đây đối xử với tôi rất tốt. Tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở các cô, đề phòng Diên Túc. Diên Túc, anh ta sao chứ? Con người anh ta tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng làm gì không có quy tắc nào hết, toàn là những chiêu trò giang hồ. Chị có thể nói cụ thể hơn chút không? Buổi đấu thầu lần này anh ta có tìm tôi, bảo tôi tạo điều kiện cho anh ta, đã bị tôi từ chối. Thế nên sau đó lại xuất hiện chuyện thống nhất ý tưởng đấu thầu. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Tất nhiên cách nhìn của tôi cũng như các cô. Tôi cũng cho rằng tài liệu đấu thầu này đã bị đánh cắp. Ý chị muốn nói là tài liệu đấu thầu bị đánh cắp có liên quan đến danh sĩ? Giả dụ nói là danh sĩ đánh cắp phương án của các cô, vậy thì chứng tỏ bộ phận của tôi nhất định có nội gián của họ. Sau này các cô còn qua lại với tập đoàn Phi Dương, nhất định hãy để mắt. Chuyện tôi cũng chỉ có thể nói đến đây.
Bunny, lần trước một mình cô đến đây gây chuyện còn chưa đủ sao? Lần này lại còn kiếm người đến đây cùng giúp. Tôi nói cho cô biết, tôi đã nói với trung tâm huấn luyện rồi. Nếu như lần này cô không xin lỗi tôi, tôi sẽ kiện cô ra tòa và cả trung tâm của cô. Tội phỉ báng đấy. Giờ có thể xin lỗi rồi chứ? Nói xin lỗi đi. Nếu như cô không muốn xin lỗi, vậy thì chúng ta hãy gặp nhau trên tòa đi. Tạm biệt. Đợi đã. Xin hỏi anh có chứng cứ gì chứng minh cô Bunny phỉ báng anh? Chỉ dựa vào những bài đăng trên mạng, những bài đăng đó đều là sự thật cả thôi. Hơn nữa, có ảnh làm chứng cứ. Dựa theo luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều thứ 36, người làm chứng số liệu điện tử đã được xác minh làm rõ, có thể lấy đó làm chứng cứ. Vậy nên cô Bunny không hề phỉ báng anh. Hơn nữa chính anh đi khắp nơi rêu rao tin đồn, dẫn đến gây tổn hại cho danh dự của cô Bunny. Anh là ai? Tôi là luật sư của cô Bunny. Những việc liên quan đến cô ấy tôi sẽ phụ trách. Đây là giấy phép hành nghề. Ok. Được rồi. Hay là như vậy, chúng ta xuống dưới kiếm quán cà phê nào, ngồi nói chuyện, đàm phán, giải quyết vấn đề được không? Không cần đâu. Chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện ở đây. Các người muốn tôi thế nào? Xin anh hãy nói rõ mọi chuyện hiện tại với phía trường học, rút đơn kiện với cô Bình đi, đăng bài thanh minh, đồng thời xin lỗi cô ấy. Nếu không ngày mai, tôi sẽ gửi thư mời đến công ty của anh, chính thức khởi tố anh ra tòa về tội phỉ báng, đồng thời xin khoản bồi thường tổn thất tinh thần cho cô ấy, làm chi phí bồi thường cho nạn nhân. Thật xin lỗi anh, gần đây bận quá. Anh biết. Nếu không có chuyện gì quan trọng, cũng sẽ không làm phiền em đâu. Có chuyện này, anh muốn xin ý kiến của em. Chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Chuyện công hay là chuyện tư? Đều xem như phải đi. Em cũng biết, nội thẩm Phi Dương luôn luôn bất đồng. Ông chủ cũng đã thay, Diêm tổng cũng đi rồi. Nếu như ông chủ mới đến, anh chắc chắn sẽ không dễ sống. Vậy nên anh đang nghĩ có nên từ chức. Đổi ông chủ cũng đâu cần từ chức. Năng lực của anh không có vấn đề gì. Có phải anh đã làm chuyện gì xấu hổ nên mới sợ thẩm tra nội bộ đúng chứ? Sao có thể chứ? Tuyệt đối không. Vậy thì anh không nên đi đâu. Thực ra cũng không hẳn là vì vấn đề thay ông chủ. Lăn lộn ở Thượng Hải đúng là không dễ dàng gì. Em nghĩ đi, một công ty xuyên quốc gia như vậy, anh không có hậu đài, cũng không có bối cảnh, cũng không phải người từ nước ngoài về, muốn phát triển thực sự rất khó khăn. Bây giờ anh vẫn là một quản lý, nhóm người xuất phát cùng thời điểm với mình đều là tổng giám thị trường hết rồi. Em nói xem anh ở đây còn cơ hội thăng cấp không? Vậy anh còn ở đây làm gì chứ? Chỉ bằng tìm một nơi khác, em xem thử có phát triển gì không. Vậy anh chuẩn bị đi đâu vậy? Anh muốn rời khỏi Phi Dương quay về Thâm Quyến, dù sao bên đó cũng có chút nền tảng. Về Thâm Quyến? Không muốn để anh đi sao? Đương nhiên là không muốn anh đi rồi. Điều kiện của anh tốt như vậy, ở Thượng Hải làm sao có thể không tìm được một công việc tốt chứ? Đúng vậy, có thể khoảng thời gian này vận may của anh không được tốt lắm. Nhưng mà không phải có một câu nói hay sao? Lúc đen tối nhất cũng là lúc gần với sự hừng sáng nhất. Chỉ cần kiên trì, nhất định không vấn đề gì đâu. Hơn nữa, ở Thượng Hải anh có bạn bè, anh còn có em mà. Cho này. Cảm ơn. Vừa nãy anh cũng quá ngầu đi, hù dọa tên đó sợ mất hồn luôn. Thật ra lúc đó tôi cũng rất căng thẳng. May mắn là anh ta không hiểu về pháp luật. Đúng đó, nếu như để anh ta nhìn ra được thì chắc chắn chúng ta sẽ chịu thiệt đó. Nhưng mà cái bằng đó là thật đó. Chỉ có điều giấy chứng nhận pháp luật nước Mỹ không có tác dụng ở Trung Quốc. Nếu như Liz biết được thì hôm nay nhất định sẽ lộ tẩy. Vì vậy, anh thực sự là luật sư sao? Tôi tốt nghiệp ở trường đại học Thiên Phổ, sau đó mới làm thiết kế phòng ốc. Luật sư không làm, làm thiết kế phòng ốc. Anh nghĩ như thế nào vậy? Sau khi học xong, tôi cảm thấy làm luật sư quá máy móc. Tôi thì tương đối thích cuộc sống tự do tự tại nên mới làm thiết kế phòng ốc. Hơn nữa, đây là ước mơ từ nhỏ của tôi. Ước mơ?
Tôi cũng có ước mơ nữa. Mơ ước của cô là gì vậy? Ước mơ của tôi chỉ có 4 chữ: vượt trội xuất sắc. Có phải rất tầm thường hay không? Không có đâu. Tôi cảm thấy rất chân thực, rất thích hợp với cô đó. Thật không vậy? Lúc tôi lần đầu tiên gặp được cô, liền cảm thấy cô giống như các cô gái khác. Cô rất dũng cảm, rất có tự tin, rất kiên cường. Hơn nữa rất xinh đẹp. Cảm ơn nhé. Không giấu gì cô, tôi biết cô sống ở Dư Khánh Phường nên mới đặc biệt dọn đến đối diện cô. Như vậy có thể thường xuyên gặp được cô. Coi như anh nhọc lòng phí sức rồi. Bên đi. Anh thích em. Em có thể nào? Không thể nào. Tại sao chứ? Anh cũng nhìn thấy rồi. Bạn trai trước đó là loại người ra sao mà. Anh và anh ta không giống nhau. Tôi biết anh và anh ta không giống nhau. Nhưng mà một khi tôi phải chịu tổn thương thì về sau tôi rất sợ hãi. Tạm thời tôi không muốn yêu đương gì hết. Thế giới của bọn anh tôi vẫn thực sự không hiểu lắm. Nhưng mà đừng nhân dị gì nữa. Chúng ta cứ duy trì quan hệ hàng xóm là được rồi. Cô hãy tường thuật lại thêm một lần nữa cho tôi nghe đi. Toàn bộ quá trình, một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ sót. Trên đường đi đến cao ốc Phi Dương, tôi có một cuộc gọi điện thoại cho Diễm Hiểu Quệ. Tôi nói cho cô ấy vài nội dung. Sau đó ở quầy lễ tân cao ốc Phi Dương, tôi gặp được hai người đồng nghiệp của bộ phận thị trường là Tiểu Uông và Tiểu Tô. Bởi vì còn dư một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu đấu giá, vậy nên tôi mới đến khu vực nghỉ ngơi ngồi một chút. Sau đó tôi gặp được quản lý Đàm Tân Khải của bộ phận thị trường. Đàm Tân Khải, đúng vậy. Anh ta ngày hôm đó là chủ quản phụ trách nguyên cả lưu trình. Hơn nữa tôi còn hỏi anh ta tại sao lần nào cũng đều là chúng tôi nói trước mà danh sĩ nói sau, nhưng lần này lại thay đổi rồi. Bởi vì trước đây đều luôn là các cô nói trước, vì vậy lần này tôi thay đổi thứ tự để cho công bằng. Tất cả đều dựa vào lưu trình như bình thường. Là Đàm Tân Khải dẫn cô đến đó à? Đúng vậy. Anh ta kêu chúng tôi copy phương án đấu thầu quảng cáo vào trong máy tính thống nhất của bọn họ. Giám đốc Thư, một lát nữa chúng ta thống nhất dùng máy tính này để diễn thuyết. Đợi sau khi giám đốc Tiêu copy xong, cô xem. Cô đưa phương án công ty của cô copy vào trong luôn đi. Quản lý Đàm, tôi có thể dùng máy tính của mình. Giám đốc Thư, cẩn thận như vậy à. Một lát nữa chúng tôi sẽ nói trước. Cô sợ cái gì chứ? Thật ra tôi biết trong quá trình copy qua máy tính này rất dễ dàng bị rò rỉ ra, bởi vì tất cả các phương án đều nằm trong máy tính. Trong quá trình này thường hay có một bên nhân cơ hội không ai phòng bị sẽ copy sang USB của mình. Nhưng mà ngày đó là người của danh sĩ nói trước. Thật ra tôi làm như vậy cũng chỉ là phòng bị nhiều một chút mà thôi, không có ý nghĩa gì nhiều. Cô xác định ngày hôm đó chỉ có Đàm Tân Khải có mặt ở hiện trường thôi phải không? Không phải, còn có hai người đồng nghiệp nữa. Nói chính xác thì có lẽ là nhân viên công việc. Một người là Tiểu Lưu, người còn lại rất quen mặt, nhưng mà tôi không nhớ ra được cái tên. Có những lời nói kia của em vừa nãy, trong lòng anh đã yên tâm nhiều hơn rồi. Yên tâm đi, anh sẽ cân nhắc mọi chuyện, không để em chê cười được. Thật ra thì có thăng chức hay không không quan trọng, chỉ cần bình thản nhìn em, dũng cảm theo đuổi em thì mới là những điều quan trọng nhất. Nếu như đã quyết định ở lại rồi, vậy thì em phải nhắc nhở anh, sau này lúc anh làm bất cứ chuyện gì cũng phải phòng bị một chút. Phòng bị một chút. Phương án lần trước bị ăn cắp bản quyền kia, lúc cuối cùng Diêm Hiểu Quệ rời khỏi đã nói với bọn em, nội gián ở trong bộ phận của các anh. Vì vậy đương nhiên phải phòng bị một chút rồi, nếu không bị người khác chơi khăm rồi còn gì. Anh biết rồi. Cảm ơn nhé. Người ta đều nói thương trường như chiến trường, chưa từng trải qua thì thật sự không nghĩ rằng lại đáng sợ như vậy. Nghĩ gì vậy?
Không có. Anh đang nghĩ. Cuối tuần dẫn em đi chơi được không? Cuối tuần thì không được, em có việc. Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì đâu. Em trai khác cha khác mẹ của Dễ Triết dọn nhà, bởi vì cậu ấy vừa sửa sang phòng ốc, muốn bọn em đến làm ấm căn phòng. Khác cha khác mẹ. Vậy anh có thể đi cùng với em không? Nếu như em cảm thấy không tiện, vậy thì thôi vậy. Thật ra anh thực sự rất muốn đi cùng với em, bởi vì anh muốn để bọn họ đều biết đến anh. Cô nói lại thêm một lần nữa cho tôi nghe nguyên cả quá trình đi. Lúc đó Tiêu Nhã nói trước, sau khi cô ta đi thì tôi mới nói. Tôi đến nói một nửa thì liền bị Ivan làm cho gián đoạn. Ngay lúc này tôi mới biết phương án của chúng tôi đã bị ăn cắp bản quyền rồi. Quá trình giảng thuyết về phương án mời thầu, thời gian là rất chặt kín. Cho dù có người muốn ăn cắp bản quyền thì cũng không có thời gian đâu. Chúng ta lật lại trước đó nữa đi. Một ngày trước buổi đấu thầu quảng cáo, có tình hình đặc biệt nào xảy ra không? Ví dụ như ổ cứng mà cô lưu trữ phương án mời thầu có từng rời khỏi cô không? Hoặc là có ai từng đụng vào máy tính của cô không? Không thể nào. Máy tính của tôi đều có mật mã hết. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, tôi lo sợ xảy ra điều ngoài ý muốn, nên mỗi ngày tan ca đều mang theo máy tính về nhà. Ngày thứ hai tiếp tục đem máy tính lên lại công ty. Hơn nữa một ngày trước khi đấu thầu quảng cáo, tôi đợi đến rất khuya mới đi in phương án mời thầu. Sau khi lấy được phương án mời thầu thì tôi luôn đặt ở trong cốp xe sau của xe tôi. Đợi đã, cô nói buổi tối trước một ngày cô từng đi in phương án mời thầu. Đúng vậy, bởi vì có một vài công ty chỉ cần phương án điện tử để giảng thuyết là được rồi. Nhưng mà công ty lớn như tập đoàn Phi Dương này nhất định yêu cầu chúng tôi phải chuẩn bị cho xong phương án mời thầu bản giấy trước đã, còn chỉ định chúng tôi đi đến thương nghiệp cung cấp in ấn mà bọn họ xác định để in ấn nhằm đảm bảo chắc chắn sự thống nhất. Chúng ta đến đây làm gì vậy? Điều tra nội gián. Các anh là người của tập đoàn Phi Dương à? Đúng vậy. Buổi tối thứ năm tuần trước, chúng tôi có in ấn phương án mời thầu. Cậu xem trang 11 và trang 12 không có. Vì vậy tôi qua đây xem thử có dư tờ nào hay không. Thứ năm tuần trước không phải tôi trực ca, mà là Lão Từ. Lão Từ ở đâu vậy? Lão Từ. Lão Từ. Qua đây một lát. Bọn họ tìm anh có việc. Lão Từ. Xin chào. Xin chào. Có gì gì vậy? Thứ năm tuần trước chúng tôi có in ấn phương án mời thầu, nhưng trang 11, 12 lại không có. Chúng tôi còn dư tờ nào nữa không? Là cuốn này sao? Không có. Không có sao? Tôi nhớ buổi tối hôm đó anh có in thêm nhiều cuốn mà. Làm gì có chứ. Quản lý Đàm gọi điện dặn dò tôi, nói là in thêm một cuốn. Tôi đã đưa cho người phụ nữ đến sau rồi, nên không còn nữa. Là Đàm Tân Khải, quản lý Đàm, để anh in dư thêm một cuốn. Đúng vậy. Vậy người phụ nữ kia là ai vậy? Tôi không quên. Cô ấy chỉ nói là quản lý Đàm kêu cô ấy đến lấy.
Hai phần. Món mà cô ấy nói. Được rồi. Sao em lại đến đây? Em tìm anh đó. Tìm anh làm gì? Em có một chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi anh. Quan trọng như thế nào vậy? Hôm nay anh có chút việc phải ra ngoài rồi. Không được. Em bị bệnh rồi. Bị bệnh? Em nói đi chứ. Rốt cuộc em làm sao? Em mắc bệnh khủng hoảng trước hôn nhân rất nặng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tưởng Lê Minh là em thấy khó thở, lo sợ, phiền muộn. Thật đó. Em bị bệnh, không tới bệnh viện thì bác sĩ tìm anh làm gì? Chẳng phải anh quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi sao? Anh giới thiệu cho em đi. Mùa Du, em không bị sao hết. Em cứ giả vờ như thế. Hôm nay anh bận thật, hôm khác nói chuyện đi. Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc chữa bệnh của người chứ? Em mặc kệ. Hôm nay anh đi đâu thì em đi đó. Đợi anh giải quyết xong, anh chữa bệnh cho em. Stella, cô tới sao không nói vậy? Hôm nay tôi cũng vừa mới quyết định tới. Hôm nay có một người bạn mời tôi ăn cơm. Tôi hiểu rồi. Ừ. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã tới. Bonnie đi nói với tôi chuyện đến nhà mới ở Thượng Hải, phải mời bạn bè cùng tân gia. Tôi cũng nhập gia tùy tục. Được rồi, được rồi. Hôm nay thật sự là hiếm khi có được. Ai đến đây cũng vừa là bạn thân, lại vừa là các đôi yêu nhau. Tôi xin giải thích một chút, mọi người đều là người yêu, hai bọn tôi thì không. Tôi tới là để chúc mừng cho người anh em của tôi. Vậy hai người là quan hệ gì? Mối tình đầu trở thành bạn thân. Thế là sao? Vậy trí là mối tình đầu của mình. Nhưng mình có phải là tình đầu của anh ấy hay không thì mình không biết. Tình đầu thì có gì đâu. Đa số tình đầu cũng đều trở thành bia đỡ đạn, với đá trải đường sao? Vậy em có cần cho tấm bia đỡ đạn là anh một cơ hội làm lại không? Thôi khỏi, hai chúng ta cứ như bây giờ, duy trì mối quan hệ nam nữ thuần túy tốt biết bao. Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút. Tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi, tại sao lại chia tay? Bởi vì bố tôi. Bố cậu không thích sao? Bố mình vô cùng thích anh ấy. Chính vì lý do này mà mình mới chia tay. Phiền em nói hết mọi chuyện đi. Được thôi, chuyện là thế này. Lần đầu tiên bố mình gặp Dễ Triết đã vô cùng thích anh ấy. Vì thế mới hỏi anh ấy, cháu định bao giờ cưới con gái chú? Mọi người đoán xem anh ấy nói gì. Anh ấy bảo cháu không có ý định kết hôn. Chẳng lẽ mình không cần thể diện chắc? Lúc đó mình vô cùng tức giận. Mình mới bảo với anh ấy, vậy hai chúng ta yêu nhau làm gì, chia tay đi. Kết quả thì sao? Chia tay thật luôn. Lời của cô ấy nghe một nửa là được. Lâm Khải, bao giờ bắt đầu uống rượu gì? Không thấy là Giang Đạt Lâm đang rất nóng lòng sao? Tôi, cô đấy. Được rồi. Mọi người cùng nâng ly đi. Nào, 3, 2, 1, cạn ly. Có chuyện này tôi đã suy nghĩ rất kỹ, vẫn nên nói với cậu thì hơn. Chuyện gì vậy? Bây giờ tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn. Bọn tôi có vài bất đồng trên điều khoản của đơn ly hôn. Vì thế nên anh ta ôm hận, gây ra một vài chuyện cực đoan. Hôm đó tôi với cậu tới quán bar. Anh ta đã theo dõi chúng ta. Lúc đó cậu hơi xúc động. Đúng lúc cậu định hôn tôi, đã bị anh ta lén chụp lại. Những tấm ảnh này khiến tôi không thể giải thích rõ ràng được. Bây giờ tôi giống như một người phụ nữ ngoại tình vậy. Tất cả đều rất bất lợi với tôi. Bây giờ tôi có thể tới gặp chồng chị, giải thích rõ ràng với anh ta. Cậu giải thích với anh ta làm cái gì? Anh ta cố ý làm vậy. Cậu đi tìm anh ta chỉ càng bôi đen
khiến chuyện trở nên phức tạp hơn thôi. Bây giờ tôi nói những chuyện này với cậu, một mặt là tôi không biết trong tay anh ta còn có gì nữa. Bây giờ tôi phải vô cùng thận trọng. Vừa nãy trước khi vào nhà hàng, tôi đã nhìn thật kỹ xem anh ta có theo dõi không. Thời gian gần đây, tôi và cậu nên giữ khoảng cách. Mặt khác, tôi cũng hy vọng cậu hãy tự lo cho bản thân mình. Cậu vừa mới vào công ty mới, công việc này không phải dễ dàng có được. Nếu như anh ta gây phiền phức cho cậu, sẽ ảnh hưởng xấu tới cậu đó. Xin lỗi, gây phiền phức cho chị rồi. Thôi đi. Đây là chế độ làm đẹp hả? Cô Bùi, mời cô dùng tự nhiên. Cảm ơn. Xem tí nào. Xem cái gì mà xem? Thầy Dễ, thật ra tôi nên tìm cơ hội để nói chuyện riêng với anh từ sớm. Có chuyện gì cứ nói đi. Dễ Triết, tốt nghiệp đại học khoa truyền thông, thạc sĩ luật, 4 lần liên tiếp giành được người PR độc lập có giá trị nhất, được biết đến là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Không biết là thật hay giả vậy. Chọn tấm này, cậu chọn đi. Đúng thế, tôi đã điều tra anh. Thế nào? Cảm giác bị người khác điều tra không dễ chịu phải không? Những điều anh có thể làm được, tôi cũng có thể làm được. Nhưng mà tôi không bỉ ổi như anh, nói chuyện riêng tư của người khác khắp mọi nơi, thậm chí còn mách với phụ huynh. Nếu như anh có ý kiến gì với tôi, cứ nói thẳng trước mặt tôi đây. Nhưng đừng đâm dao sau lưng tôi. Không đàn ông tí nào hết. Từ khi anh bắt đầu theo đuổi Giang Đạt Lâm, đã nên biết có ngày này. Điều tra anh là một phần của công việc tôi. Tôi không gì thấy hổ thẹn cả, nhưng tôi vô cùng tò mò, tại sao anh lại phản ứng dữ dội tới vậy? Anh sợ tôi điều tra ra được gì sao? Tôi sợ anh điều tra ra cái gì chứ? Anh điều tra được gì rồi? Anh có biết cách anh đang làm bây giờ giống cái gì không? Giống một đứa trẻ con, rõ ràng trong tay đã có rất nhiều món đồ chơi, nhưng mà vấn đề để người ta cướp mất một món trong số đó. Tới đâu anh cũng nhằm vào tôi. Anh sợ tôi uy hiếp vị trí của anh trong lòng Giang Đạt Lâm, sợ tôi cướp mất cô ấy. Đúng chứ? Chỉ tiếc Giang Đạt Lâm không phải đồ chơi. Cô ấy là một người có suy nghĩ độc lập. Đúng thế, cô ấy là người có suy nghĩ độc lập. Vì thế sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận ra cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là đúng, cái gì là sai. Anh thích Giang Đạt Lâm. Có một thời gian Thôi Anh Tuấn đối xử rất tốt với tôi. Nói ra có lẽ cậu không tin, tôi chưa bao giờ nấu cơm. Anh ấy nấu cơm rất ngon, tay nghề số 1, cũng rất quan tâm săn sóc phụ nữ. Mẹ tôi nói, nếu gả cho anh ấy, cả đời này đều sẽ hạnh phúc. Nhưng thiếu chút nữa thì phải chịu khổ cả đời. Bây giờ ổn rồi. Khoảnh khắc mà tôi quyết định ly hôn, tôi cảm thấy cả người như thả lỏng, giống như một cục nghẹn chặt ở trong ngực không thể nhổ ra được. Nói ra rất buồn cười, người có lỗi lại là anh ấy. Tôi không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào hết. Cảm giác có thể đứng trên cao và nhìn xuống, đúng là rất tuyệt. Con người tôi phải rất vô tình bạc bẽo không? Xem ra ly hôn thật sự sẽ giúp mình nhìn rõ một người, nhìn rõ người kia, cũng như chính bản thân mình. Không, tôi cảm thấy chị không sai. Chị rất tốt, là một người phụ nữ tốt. Được thôi, tôi sẽ coi lời cậu nói là thuốc bổ và uống hết tất cả.
Mình cảm thấy bức này được, cho vào làm đẹp một tí. Nói chuyện với cậu đó. Gì chứ? Bức này, tất cả những gì anh làm, nếu như xuất phát từ những đố kỵ, tôi chấp nhận. Như thế quá đơn giản. Chúng ta tìm chỗ nào đó giải quyết chuyện này theo cách của những người đàn ông. Quyết đấu. Anh dám không? Cũng được. Bức này đẹp. Không dám à? Được. Nếu như anh không dám thì tôi khuyên anh, nhân lúc còn sớm, mau cút khỏi Giang Đạt Lâm. Hơn nữa tôi nói cho anh biết, hôm nay là tôi xin Giang Đạt Lâm dẫn tôi tới đây. Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội nói cho anh biết, đừng gây rối sau lưng tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Trước ngày hôm nay, tôi vẫn còn do dự. Tôi điều tra anh, liệu có phải do tôi lo lắng quá hay không? Có phải tôi không nên phá vỡ tình yêu của người khác? Thậm chí tôi hy vọng kết quả tôi điều tra chứng minh là tôi đã sai. Như vậy tôi thoải mái hơn một chút. Những lời anh vừa nói và vẻ mặt của anh lúc này chứng minh tôi đã đúng. Tôi cũng khuyên anh một câu, người phải cút khỏi Giang Đạt Lâm không phải là tôi, mà là anh. Vệ Triết. Vệ Triết. Anh đây. Còn về quyết đấu, chỉ cần anh muốn thì tôi xin theo. Vừa nãy hai người nói chuyện gì thế? Anh ta bảo anh rời khỏi em. Biết anh trả lời thế nào không? Anh nói với anh ta, từ khi anh ta thừa nhận thích em, hơn nữa đồng ý quyết đấu với anh. Lâm Khải. Lâm Khải. Đĩa với bát, tôi đều rửa sạch hết rồi. Đồ ăn cũng để trong tủ lạnh hết rồi đó. Được rồi, mọi chuyện ổn rồi. Tôi về đây. Đừng vội. Cô vẫn chưa xem quà mà tôi tặng cô. Quà sao? Quà gì thế? Nào, đi với tôi.